Xin chào anh em nha, trên tay mình là Coolpad F116, một trong những chiếc điện thoại mà vừa có thể là điện thoại nghe gọi và vừa có thể là một cái tai nghe Bluetooth để dành cho anh em nào mà hay xài smartphone đắt tiền đi ngoài đường á, thì có thể đỡ sợ bị giật điện thoại hơn. Đây là một số các cái tính năng nổi bật của máy, ví dụ như nghe radio FM này, có Bluetooth này, thời lượng pin lớn này và có đèn pin siêu sáng, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa đến 32GB. Máy thì được nhập khẩu bởi Smartcom nha, bảo hành chính hãng 12 tháng, có tem kiểm định ICT. Chúng ta sẽ có một cái máy màu xanh ở đây. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một adapter sạc liền dây, có nguồn ra là 5V và 500mAh và có cổng micro USB. Vậy thì để mà sạc được viên pin 1700mAh của máy thì là nó sẽ mất khoảng 3 tiếng rưỡi cho tới 4 tiếng. Đây là viên pin 1700mAh, khá là nặng, tương đối dày và to nha. Tất nhiên là nó sẽ giúp cho cái máy trụ được khoảng từ 1 tuần cho tới 10 ngày ở các cái tác vụ nghe gọi thông thường thôi. Còn đây là sản phẩm của chúng ta, bàn phím T9 nha, bằng cao su chứ không phải bằng nhựa và bấm rất là sướng. Cạnh bên này không có gì hết. Phía bên trên chúng ta sẽ có một cái đèn pin rất là lớn. Bên dưới chúng ta sẽ có cổng sạc micro USB, jack cắm tai nghe 3.5 cũng như là micro để đàm thoại. Phía sau chúng ta sẽ có một loa ngoài và một cụm camera nho nhỏ ở đây. Camera độ phân giải VGA thôi. Bây giờ thì mình sẽ lắp thử pin và để thử máy nha. Xin lỗi các bạn nha, máy này thì nó có hai khay SIM tiêu chuẩn và một khay cắm thẻ nhớ phía sau đây. Đó, đơn giản vậy thôi. Máy thì rất là ưu ái nha, tại vì Coolpad đã dán sẵn màn hình rồi. Tất nhiên là dán thì nó hơi lỏng khỏm chút xíu tại vì nó có khá nhiều bọt khí. Tuy nhiên là dán thì nó sẽ bảo vệ máy tốt hơn. Giao diện UI của máy thì lớn, các cái biểu tượng rất là to và được sắp xếp một cách khá là khoa học, giúp cho người sử dụng theo mình nghĩ là nó thuận tiện hơn trong quá trình mà mình thao tác. Nó cũng rất là đầy đủ và đặc biệt mình rất là thích tính năng nghe radio FM mà không cần tai nghe, tại vì là cắm tai nghe và đôi khi phức tạp lắm, nó rườm rà. Còn không cần tai nghe, ví dụ như là khi mình đi xe ô tô, mình có thể mở VOV giao thông lên để mà mình xem là cung đường nào ok, cung đường nào đắt cái xe chẳng hạn, rất là tiện. Ngoài ra khi mà kết nối cái điện thoại này với một cái smartphone á, thì nó không những chỉ có thể là thực hiện được cuộc gọi nha, mà nó còn có thể biến cái điện thoại này thành một cái loa ngoài được. Tức là anh em có thể biến cái điện thoại này thành một cái loa để phát các cái multimedia, ví dụ như là YouTube này, Facebook này, hay là nghe nhạc. Đó thì mình sẽ kết nối Bluetooth về cái máy chính của mình trước nha. Đó, kết nối thành công này. Sau đó bây giờ mình thử gọi điện cho anh em xem nha. Anh em lưu ý khi kết nối với các máy Android thì nhớ cấp quyền cho Bluetooth để mà nó có thể thực hiện cuộc gọi được. Đó, cái máy này của mình hoàn toàn không có SIM nha, insert SIM kìa, không có SIM. Đó, anh em thấy không, khi mà bấm là nó sẽ qua nha. Và như mình nói lúc nãy thì là anh em có thể lấy âm thanh từ YouTube trên điện thoại chính qua cái điện thoại F116 này được. Tuy nhiên là cái loa của F116 này nghe nó khá là nhỏ và rè nên là mình không khuyến khích điều này lắm. Sau đây là một đoạn video demo nha, anh em có thể xem thử. Ok, vậy thì anh em thấy sao về cái sản phẩm này, vui lòng để lại comment ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.